vô phòng nước ngoài ha, đi vô phòng. Con người đều cũng có lực. À, quyền khuyết tật, cái luật về trời bảo vệ quyền trẻ em, luật về bảo vệ quyền người khuyết tật, luật bảo vệ quyền người già cả hay là neo đơn, luật về xóa đói giảm nghèo, luật về dân hành chính, luật về tất cả các bộ luật đều phải có qua có cái cuốn luật và có luật sư để xét xử. Thì trong cuộc sống gì thì chúng ta cắt nhà thì có gì sở xây dựng cấp cho chúng ta giấy phép nè. À, để xây nhà, xây cửa, rồi luật đất đai hay sở tài nguyên quê môi trường cấp hoặc là chủ tịch từng quận từng huyện cấp. Trong cái luật con người, cái quyền con người thì có nhiều cái luật để mà răng đe tội lỗi của con người đã làm. Thì chúng ta trong cuộc sống này thì có nhiều bộ luật, nhưng mà riêng vấn đề con người chúng ta phạm pháp luật nào thì đều có quy định theo pháp luật đó. Thì trong cuộc sống thì giết người cướp của thì không thể tha thứ được. Rồi cái vấn đề trộm cướp thì sẽ đền trả và ở tù thời gian có hạn và vô hạn. Rồi vấn đề nhân phẩm, uy tín nhân phẩm mà đổ oan người khác hoặc là khơ kiện không đúng và khởi sai sự thật đều phải phạt bằng tiền mà phạt ở tù luôn. Thì trong cái cuộc sống này chúng ta phải hiểu về pháp luật, pháp lý và quyền của con người. Thì trong chúng ta thì con người phải có sự bình đẳng và tự do. Không có ai mà được cấm sống, không có ai quyền cấm đi tới đi lui, không có ai có quyền mà không được làm quyền của người. Thì người không có thể thật hay giả được, chỉ có do mình làm bậy, làm bạ, làm không đúng thì bị pháp luật trừng trị theo pháp luật, theo hiến chương, theo cái luật của nhà nước đưa ra, theo cái luật của Quốc hội, của Chính phủ, của Chủ tịch nước, của công dân Việt Nam. Khi chúng ta làm sai cái gì thì sẽ bắt theo cái điều đó. Thì trong cái vấn đề theo các cái bộ luật quyền con người thì trong cuộc sống này có ấm no hay không hạnh phúc thì cái đó thì đều có quyền sống hết. Thì đặc biệt các ca sĩ nghệ sĩ thì quyền cá nhân là khác, còn cái nói về mà ta có bằng cấp chuyên môn thì không phải cấm. Giống như người ta có bằng đại học đi, ví dụ người ta sai sai cá nhân cũng đâu có tịch thu cái bằng đại học đâu. Rồi đâu có quyền nào mà người ta có cái bằng ta khi đậu tiếng hát đèn truyền hình hay là ta ca sĩ là tự nhiên cái về cái nhân cái gì đó cái tịch thu cái bằng đại học hay bằng chuyên môn của ta đâu. Ví dụ con làm việc cơ quan nào đó, con sai pháp luật cái gì thì phạt con cái đó, còn mới đuổi con khỏi ra cái tổ chức đó hoặc không cho con làm và cái điều cái nghề đó, chứ đâu có quyền lấy bằng cấp, tịch thu bằng cấp của người ta đâu. Luật sư cũng vậy, quá cả hay là bất cứ tổ chức nào cũng vậy. Rồi người dân dù có học cấp 1, cấp 2, cấp 3 thì là đoàn thanh niên. Khi mà học đại học, nếu mà ai chúng ta có quyền là công dân thanh niên có quyền vào đảng và ra khỏi đảng. Đó. Rồi trong tất cả các ca sĩ, nghệ sĩ được biểu diễn sân khấu thì tất cả ca sĩ Việt Nam thì không có ca sĩ nào vi phạm pháp luật, nên là nhà sở văn hóa không có tịch thu cái giấy phép và biểu diễn quá, không có tịch thu cái vấn đề giấy tờ bằng khen của các ca sĩ, nghệ sĩ biểu diễn. Và tất cả các quân chương, các huy chương, các bằng khen của các ca sĩ, nghệ sĩ, dù ca sĩ đó tốt hay xấu cũng không được tịch thu và cũng không có tình trạng nào mà cấm người ta cấm sống hoặc cấm biểu diễn hoặc cấm đứng sân khấu. Thì các ca sĩ, nghệ sĩ đều được thành công trên các đường nghệ thuật và biểu diễn văn hóa và được biểu diễn trên sân khấu. Nên giờ tất cả các ca sĩ bắt đầu ngày 1 tháng 1 năm 2022 này thì tất cả ca sĩ năm mới này được đều biểu diễn, được đứng trên sân khấu và hát, được biểu diễn và được tổ chức sự kiện thoải mái. Chỉ có là chấp hành những cái gì mà quy chế và nội quy của nhà nước đưa ra. Thì đất nước Việt Nam chúng ta thì cũng vượt qua những khó khăn trở ngại rồi. Thì tất cả các ca sĩ, nghệ sĩ thì được phép biểu diễn văn hóa nghệ thuật. Tại vì mình tới đi quay là chỉ thầy nói gì chỉ nghe thôi, không dám cãi. Nhà thông cảm. Bây giờ không có ai cho một like nha. Thì giờ họ đang cứ nói xấu mình béo. Nói xấu Hoài Linh, nói xấu Việt Hương, Đàm Vĩnh Hưng, nói xấu ca sĩ Trường Giang, Trắng Thành, rồi Heidi Von, rồi các ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng nhất. Cảm ơn cả nhà. Thì thầy nghĩ gì các ca sĩ, nghệ sĩ thì không có ai vi phạm pháp luật gì.
cái từ thiện đó là cá nhân của người ta mà. Còn cái đúng chuyện rồi, từ thiện nhiều còn ai chặn là cái tiền đó, ví dụ giờ ai tài trợ thì lấy tiền lại bà là không, còn hiểu cho người ta cũng đâu có lấy lại. Giống như giờ nếu mà các cái chương trình từ thiện thì thầy nghĩ đâu có gì vi phạm pháp luật phải không? Chào.